Nếu như tất cả các bạn đều có những cái nguồn kiến thức như nhau, không có nghĩa là ai cũng sử dụng nó thành công. Thì không phải là cái kiến thức đó sai hay là đúng, mà là bạn áp dụng nó có đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ và đúng cái liều lượng hay là không. Hi, chào các bạn. Lúc nãy đứng nấu ăn trong bếp mà có cái suy nghĩ nó đến trong đầu của mình, cho nên là phải tám chuyện với mấy bạn chút xíu. Mấy hôm trước á, mình có up mấy cái clip, mình chia sẻ những cái bí quyết nho nhỏ để giúp cho các bạn trở nên quyến rũ hơn. Hay là có một cái clip mình nói về những tính cách của người phụ nữ quyến rũ. Vậy hôm nay chúng ta lại nói tiếp tục xoay quanh cái chủ đề người phụ nữ quyến rũ nha các bạn. Các bạn có thể thấy á, trên các cái tạp chí, trên các cái trang mạng, hay những cái trang blog, hay những cái clip ở trên YouTube, có quá nhiều những thông tin chia sẻ cho chúng ta làm sao để trở nên xinh đẹp hơn, trở nên quyến rũ hơn và hấp dẫn hơn. Vậy thì đối với quá nhiều những thông tin mà chúng ta gặp phải, những thông tin mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta phải sử dụng nó như thế nào các bạn? Mình sẽ chia sẻ với các bạn cái góc nhìn rất là cá nhân của mình. Và mình sẽ bắt đầu bằng một cái ví dụ đơn giản nhất để các bạn dễ hình dung. Ví dụ mình là một người nấu ăn giỏi ha. Và mình sẽ có một cái buổi hướng dẫn 100 bạn nấu phở. Thì các bạn nghĩ là sau cái buổi hướng dẫn của mình thì tất cả 100 bạn đó có nấu phở thành công không? Chắc chắn không thể nào 100 bạn thành công. Nhưng mà các bạn có thể thấy là cái chuyện tình cảm, cái chuyện rèn luyện bản thân và cái chuyện nấu ăn nó rất là giống nhau. Nó giống nhau ở cái điểm nào? Khi các bạn trong tình cảm hay là khi các bạn muốn nâng cao giá trị bản thân, rèn luyện bản thân thì các bạn phải nạp cho mình kiến thức. Kiến thức căn bản là gì? Ví dụ như bạn muốn nấu phở đi thì ít nhất bạn phải hiểu là nấu phở cần những cái gì và bỏ cái gì vào trước, bỏ cái gì vào sau, nấu bao nhiêu lâu, nấu như thế nào. Nếu như các bạn không có kiến thức, các bạn chỉ nghe bên này nói bỏ muối, bên này nói bỏ đường, bên kia bỏ nước mắm. Bỏ nhiều muối thì nó mặn, mà bỏ nhiều đường thì nó ngọt quá, đàn nào cũng không ăn được. Nhưng nếu bạn có kiến thức, bạn có một cái công thức rõ ràng, nếu như bạn tham gia một cái buổi mà hướng dẫn nấu phở chẳng hạn, thì các bạn sẽ biết là các bạn cần bao nhiêu cái này, cần bao nhiêu cái kia, bao nhiêu muối, bao nhiêu đường, bao nhiêu rau, bao nhiêu xương, bao nhiêu thịt, ví dụ như vậy. Nhưng mà 100 bạn mà tham gia cái buổi huấn luyện nấu phở đó, thì bạn nào cũng sẽ có công thức, bạn nào cũng có chi tiết là phải nấu như thế nào, phải cần bao nhiêu cái gì. Nhưng mà tại sao không phải tất cả mọi người đều có thể nấu ngon? Có nghĩa là nếu như tất cả các bạn đều có những cái nguồn kiến thức như nhau, không có nghĩa là ai cũng sử dụng nó thành công. Mình sẽ đưa ra một ví dụ khác đi. Một cái tiệm phở A và một cái tiệm phở B đều nổi tiếng. Nhưng mà sẽ có một số người thích tiệm phở A và có một số người thích tiệm phở B. Và nếu mà mình rất là thích tiệm phở A, mình ăn mình thấy ngon, nhưng mình rủ bạn mình đi ăn chưa chắc bạn mình thấy ngon. Hôm trước có một bạn gái, trong cái clip mà mình nói về những tính cách của người phụ nữ quyến rũ, thì cô ta phản hồi với mình là cô ta có tất cả những tính cách của người phụ nữ quyến rũ. Cô ta có tất cả những tiêu chuẩn của một người phụ nữ quyến rũ, nhưng mà cô ta không có hạnh phúc ở trong cái chuyện tình cảm. Cô ta không có thành công trong cái chuyện tình cảm. Thì cái suy nghĩ của mình như vậy nè. Bạn nghĩ bạn quyến rũ, nhưng mà chưa chắc bạn quyến rũ trong mắt của người khác. Ví dụ như mình nói lúc nãy đó, cái tiệm phở A nó rất là đông khách, nó rất là nổi tiếng, nó rất là thành công. Nhưng mà mình ăn ngon, chưa chắc bạn mình ăn thấy ngon. Nhưng mà nói như vậy nè, nếu mà nó đã thành công, nó đã nổi tiếng, có thể bạn mình không thích, nhưng mà rất nhiều người khác sẽ thích. Khi mà bạn quyến rũ, có thể một số người này thích bạn, có thể một số người kia không thích bạn, nhưng mà sẽ có rất nhiều người thích bạn. Còn nếu như mà bạn đều thất bại, thì bạn phải xem lại coi có đúng là bạn quyến rũ hay không. Bạn nghĩ là bạn có đầy đủ tiêu chuẩn của một người phụ nữ quyến rũ? Hay là cho dù là bạn nghĩ là bạn có đầy đủ kiến thức để có thể trở thành một người phụ nữ quyến rũ, nhưng chắc gì bạn sử dụng những kiến thức đó đúng? Bây giờ ví dụ như một người muốn nấu phở đi, có thể cô ta tìm tới một nơi rất là khó khăn để mua được những loại rau ngon, tìm tới những một cái nơi xa xôi để mua được cái loại thịt ngon, mua được những cái gia vị rất là cầu kỳ, rất là đặc biệt.
gì cô ta nấu ngon. Nếu mà một người không biết nấu bây giờ có cho họ tất cả những gia vị đắt tiền nhất, ngon nhất, quý hiếm nhất trên đời này, họ vẫn nấu ra một nồi phở ăn không được. Căn bản là bạn phải có kiến thức thì bạn không có thể nấu ra ngon, bạn vẫn có thể nấu ra ăn được. Còn nếu như bạn không có kiến thức thì bạn nấu ra chỉ có đổ đi thôi. Và nếu như mà bạn không có kiến thức, cho dù có cho bạn một đống nguyên liệu rất là ngon, bạn có đầy đủ tất cả nhưng mà bạn không biết sử dụng nó đúng cách thì vẫn là không dùng được việc gì hết. Không có nhất thiết là 100 bạn đó họ học nấu phở về là họ phải nấu exactly như là cái người hướng dẫn đâu. Ví dụ như mình có thể tìm tòi ba cái cách nấu phở khác nhau và mình sẽ sử dụng cái cách nào mà mình cảm thấy nó đơn giản, nó hợp lý với mình nhất. Cho nên nếu như các bạn thấy rất là nhiều kiến thức mà các bạn gom nhặt được, nhưng mà các bạn vẫn nên chắt lọc những cái kiến thức nào mà nó phù hợp với bạn. Chứ không phải cái kiến thức đó nó không phù hợp với bạn mà bạn áp dụng thì nó cũng chết quất à. Nó không có ăn nhập vô đâu hết. Và bên cạnh cái kiến thức căn bản đó thì bạn có thể áp dụng vài cái bí quyết nho nhỏ mà đối với bạn là bạn thấy hay. Giống như là nếu như bạn không học thì bạn sẽ không thể nấu được một nồi phở. Nhưng mà nếu bạn học thì ít nhất bạn có thể nấu chín một nồi phở. Còn nếu như bạn có thêm những cái bí quyết đặc biệt riêng của bạn thì bạn sẽ nấu thành công một nồi phở rất là ngon. Các bạn có thấy những cái tiệm phở nổi tiếng, phở của tiệm A với phở của tiệm B đâu có giống nhau. Nhưng mà căn bản thì họ vẫn cần phải có xương bò, họ vẫn cần phải có nước lèo, họ vẫn cần phải có rau thơm, họ vẫn cần phải có ngò, có quế, có hành chẳng hạn vậy. Căn bản nó vẫn phải có những cái bước căn bản. Cho nên có những bạn nói, những cái điều Ngọc Anh nói nó không có khác gì với những cái channel khác họ nói. Căn bản nó chỉ có vậy thôi các bạn. Căn bản nấu một nồi phở, các bạn có đi 10.000 tiệm phở các bạn hỏi thì họ cũng sẽ nói với các bạn là cần những cái thứ đó và phải nấu như vậy. Nhưng mà cái bí quyết nó làm cho cái nơi đó, cái mùi phở của nó, cái đồ ăn của nó đặc biệt hơn. Cho nên căn bản để có cái đời sống hạnh phúc, căn bản để có cái tình yêu đẹp, 1.000 người, 1.000.000 người, relationship coach cũng sẽ nói những cái điều tương tự như nhau. Nhưng mà tại sao không phải tất cả mọi người nghe những cái kiến thức đó, áp dụng những kiến thức đó đều hạnh phúc, đều thành công? Tại vì các bạn phải biết cách personalize cái đó. Khi các bạn áp dụng nó cho bản thân mình, các bạn phải uyển chuyển. Ví dụ như nó có những cái thứ là mình phải cân là bao nhiêu muối là vừa, bao nhiêu đường là vừa. Đương nhiên công thức nó dạy bạn chính xác là bao nhiêu muối là bao nhiêu đường, là cái gì cho vô trước, cái gì cho vô sau, phải nấu bao nhiêu lâu. Chắc chắn là bạn sẽ có tất cả những công thức đó. Nhưng mà tại sao 100 người đó đều học như vậy mà không thể tất cả ai đều nấu ngon? Nó có những cái bí quyết rất là riêng. Và cái bí quyết của cá nhân mình là không bao giờ mình ngừng học hỏi. Mình nói ví dụ, mình lại ví dụ thêm một lần nữa cho các bạn thấy là ví dụ như bạn nghĩ bạn là một cô gái ăn mặc thời trang. Nhưng mà năm nay bạn mặc cái áo đó rất là thời trang, nhưng mà năm sau mà bạn không cập nhật kiểu mới thì bạn đã là lạc hậu rồi. Bạn đừng bao giờ bạn cho là mình là người đã quyến rũ. Và thật sự bản thân mình là mình không bao giờ ngừng học hỏi. Không có thể một đôi giày mà mang vừa chân cho tất cả mọi người. Giống như mình nói, nếu mà có ba cách nấu phở thì mình sẽ chọn cái cách nào mà đơn giản nhất, phù hợp với mình nhất mình nấu. Và mình có thể add thêm, mình cộng thêm vài cái bí quyết rất là riêng của mình. Và sau một thời gian khi mình nấu, mình sẽ tự có cái công thức mà những cái bí quyết riêng của mình để mình làm cho cái mùi phở của mình nó khác biệt, nó đặc biệt hơn. Và ngày hôm nay lúc mà mình đứng ở trong bếp mình nấu cái món ăn, mình đang suy nghĩ coi là mình sẽ nấu cái kiểu gì. Tại vì thật sự một cái món đó, một cái kiểu đó, mình sẽ nấu lúc thế này, lúc khác một chút. Tại vì bản thân mình nếu mà mình cứ nấu dập khuôn á, mình sẽ chán. Hai nữa, mình uyển chuyển theo những cái gia vị mà mình có sẵn ở trong nhà. Ví dụ như hôm nay mình có những cái thứ này ở trong nhà thì mình sẽ nấu cái món đó nó hơi uyển chuyển một tí để cho nó phù hợp với những cái mà mình có. Cho nên khi mà các bạn áp dụng những cái kiến thức mà các bạn thấy ở trên mạng, ở trên YouTube, ở trên báo chí thì các bạn phải chắt lọc xem cái nào nó phù hợp với các bạn. Và cái cách mà các bạn áp dụng những cái kiến thức đó thành công hay không thì không phải là cái kiến thức đó sai hay là đúng, mà là bạn áp dụng nó có đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ và đúng cái liều lượng hay là không. Các bạn có đồng ý với mình không? Nhớ comment cho mình nha.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.